Vâng, xin chào các bác. Em Ngọc Hoa Bắc Giang tiếp tục test thử những bộ sản phẩm, những cặp loa để trả đơn các bác. Trước kính màn hình các bác xem đây là những cặp loa Bomi 501C4 đẹp mướt mượt các bác nhá. Đấy, mướt mượt mượt sẽ test trả đơn các bác. Chung đôi chung cặp hết các bác nhá. Đây 301C3 nữa. Đẹp hết cỡ luôn. Những dòng 301C3 này bên em thì rất nhiều, em chuyển liên tục. Hôm nay sẽ test thử hai cặp trả các bác. Hai cặp các bác nhá. Hai cặp 301C3 màu đen. Trùng đôi trùng cặp, loa nó đẹp thì gần như là mới luôn, bãi nhưng mà nó còn xuất sắc đến mức gọi là không có điểm trừ. Trùng đôi trùng cặp các bác nhá, trùng đôi trùng cặp hết. 301C3. Tiếp theo đó là 501C4. Hai cặp này trả các bác nhá, một cặp chuyển về trong Đà Lạt, một cặp chuyển về Hải Dương. Và đây 850C chuyển về thủ đô Hà Nội. 450C thì ba cặp, 850C là một cặp đẹp keng. B3C5. Và ấn tượng là loa Audi Center PS8+. Đấy, cặp loa này chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, rất là tuyệt vời. Và ấn tượng hơn nữa là những cặp BB2010 và 4 cặp 2012. Đây, 4 cặp 2012 em đang sẽ bóc ra. Đấy. Đấy, chưa bóc nha, vẫn phải bóc ra để test thử rồi gửi đi. Đấy, lần đầu tiên này, giật băng dính của nó. Cặp nào chuyển đi cũng phải test các bạn, em vẫn phải test thử hết. Bốn cặp các bạn nhá. Đấy. Một cặp 2012 và 4 cặp 2010 là một cặp và 4 cặp 2012. 4 cặp nhá, thông báo các bác 4 cặp. Dòng loại các bác mua cực nhiều. Đấy, rất là vui được các bác ủng hộ với số lượng liên tục 2012C, hàng nguyên thùng xốp. Đấy các bác ạ, đây này. 1 2 3 4 này, 5 6 7 này. 8 chiếc, anh em vừa chuyển ra đây 8 chiếc và một đôi 2010. Đấy các bác thấy chưa? Những sản phẩm sẽ được vào bên ngoài kia. Anh em đang lắp lốt những cặp BK để trả đơn nữa, BKS100 và 668. Mời các bác cùng thưởng thức cặp loa Audi Center PS8+, nó thể hiện. Và đối với cặp loa này là 6,8 triệu các bác nhá. BMB đẹp hết cỡ như này. Các bạn thấy chưa? Và đây 13,500 cặp loa Bomi đẹp mướt mượt mượt. Cặp loa Bow 501C4 này 20 triệu. Đấy. Cặp loa 2012 nguyên xốp 20 triệu giá tại cửa hàng. Và cảm ơn 4 bác khách. Và em đặt liên tục nha các bác nha. Liên tục những cặp loa BMB.